Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà có một chương trình rất đặc biệt. Vâng, những ngày gần đây là những ngày cận kề cuối năm rồi. Nhưng công ty Đông Thành Hòa Phúc vẫn mời giám đốc về bên châu Á Thái Bình Dương của hãng Macintosh cộng thêm đích thân giám đốc của Đông Thành Hòa Phúc ra thăm và chơi và set up tại Hải Thiên Hà đâu chúng tôi. Và hôm nay đây là một chương trình rất đặc biệt các bạn hãy vào nghe và cảm nhận thì sẽ thấy có nhiều điều thú vị với chúng ta đó là hãng Mackintosh. Với một màu xanh lá này thì các bạn cảm nhận được cái sự gần gũi, cái sự ấm và một hệ thống này nó xuyên suốt từ trên xuống dưới đều là một hệ thống bằng đèn. Và bây giờ thì tôi sẽ dành lại cái phần này cho giám đốc kỹ thuật của châu Á Thái Bình Dương lên và chúng ta cùng trải nghiệm xem lịch sử hãng Mackintosh này như thế nào với một tiêu chí make in USA và chỉ có sản phẩm đến từ nước Mỹ và người Mỹ mới đưa những dòng sản phẩm quá tuyệt vời này đến cho các Audiophile Việt Nam. Xin mời. Vâng, đây là một điều rất vinh hạnh cho Thiên Na Audio chúng tôi. Đây là giám đốc của châu Á Thái Bình Dương của hãng Mark Istot. Xin chào ngài. Hello. đây thử mỹ Còn đây là giám đốc của Đông Thành Hòa Phúc. Cảm ơn bạn. Và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ qua đây hỏi xem lịch sử hãng Macintosh đến từ đất nước Mỹ như thế nào. Ừ. À, xin chào quý khán giả, thì tôi xin tự giới thiệu tôi là tên là Thành, hiện tại là giám đốc điều hành của công ty Dongna Phúc, đại diện của Macintosh tại Việt Nam. Thì sau đây là bác uh, Winky, hiện tại bác đang là uh, giám đốc khu vực châu Á Thái Bình Dương của thương, của tập đoàn Macintosh. Thì hôm nay bác cũng sẽ có một vài lời chia sẻ với quý khán giả về uh, hành trình cũng như là cái lịch sử của thương hiệu Macintosh. Yeah. Thank you, Mr. Winky, for joining us today. Hello, hello. Uh, so I gave a brief introduction about okay, um, sure. uh, your position. Now is uh, head of uh, Asia and APAC for Macintosh Group. And would you uh, could you please share some information about uh, history of Macintosh? Oh, okay, yeah. sure. Okay, uh, actually, Macintosh Lab in USA uh, today uh, already seventy three years old. Okay, because it start. năm 1949, uh, so we enjoy a 70 anniversary in uh, 2019, okay, and will be soon, we will celebrate our 75th anniversary. thì Mac Queenie có chia sẻ là Macintosh Group được uh, Macintosh Labs được thành lập vào năm 1949 là đến bây giờ cũng trải qua 73 năm, thì sắp tới sẽ là cái uh, ngày kỷ niệm cái năm kỷ niệm 7, 75 năm của hãng là hai năm sau thì Hiện tại thì lịch sử bây giờ là đã được 73 năm. Vâng, thế thì cũng xin hỏi ngài là cái dấu ấn của MaxTost trên con đường audiophile và sản xuất cho những dòng sản phẩm thì nó có cái dấu ấn nào? So Macintosh has been through a lot of um, different time frames and periods. Mm. And each time there's uh, something very iconic about this brand. Yeah. So sure. could you explain a little bit about the history as well as what what was iconic and what is okay. iconic today? Okay, sure. Okay. Uh, since uh, Macintosh lab started his business in uh, 1949, actually the first product was uh, we call 50 w one Actually, it is a vacuum tube amplifier, 50 volt per power mono. It was very iconic uh, power amplifier for Macintosh, and the first yeah. And then, during the welcome to period of time, uh, I can say uh, C22, P amplifier, uh, MC275, stereo 75 volt uh, power amplifier, as well uh, 75 volt mono board, uh, MC75, uh, they were all very iconic product. And uh, one of the most power powerful tube amplifier for Macintosh. Actually it was MC 3500. Okay? Uh, it played very loud at uh, one of the very big concerts, outdoor concert in USA. And actually here we have uh we call a re addition or second generation of uh, MC uh, 3500. and it is the only Macintosh 2 amplifier using EL 509 only okay thank you À, uh, bác Winky cũng có chia sẻ một số các cái lịch sử cột mốc của Macintosh thì đầu tiên là hãng được thành lập vào năm 1949 và họ đã cho ra đời cái mẫu là MC50 là cái mẫu power monoblock 50W của, của của thời lúc bấy giờ và đặc biệt là cái mẫu âm ly này nó là mẫu âm ly đèn và có thể nói là trên cái thị trường lúc bấy giờ thì không có cái nhà sản xuất nào khác có thể tạo ra mẫu âm ly đèn với cái công suất nó cao như vậy thì đó là cái dấu ấn đầu tiên của Macintosh và trải qua nhiều thời gian thì họ cũng đã phát triển ra nhiều cái dòng sản phẩm khác nhau ví dụ như là mẫu Pre C22 cũng rất là gọi là rất là ấn tượng cũng có một cái lịch sử rất là lâu dài của hãng và kèm theo C22 là hai cái mẫu Power đầu tiên là MC275 có thể gọi là cái mẫu âm ly đèn mà tới thời thời điểm hiện tại là chiếu danh huyền thoại Đà. nhất trong cái cái giới âm thanh này, một trong những cái mẫu huyền thoại nhất này kèm theo MC 275 là MC 75 là cái mẫu ly monoblock nó bé hơn thì cái điều đặc biệt của MC 275 lúc bấy giờ là họ, mình có thể chơi hai kinh hoặc là monoblock đều được thì ở lúc thời điểm lúc bấy giờ thì đó không phải là một cái gọi là à, thường thấy ở trên thị trường và sau cái sự thành công của hai cái mẫu đó thì họ đã cho ra mẫu MC 3500 thì đây là cái mẫu monoblock mà gọi có cái công suất khủng nhất của lúc bấy giờ cái thời điểm là khoảng thập niên 70 thì rất là nổi tiếng tại vì là họ đã dùng cái mẫu MC 3500 này để mà phối với lại cái dàn loa rất là to ở cái um, hội nhạc Woodstock là một trong những cái hội nhạc mà đình đám và tới lúc đó là mang cái dấu ấn lịch sử nhất không chỉ trong ngành âm thanh và ở cái lịch sử của nước Mỹ luôn thì tại đây mình có thể thấy đây là cái mẫu tái bản của cái mẫu âm ly huyền thoại đó oh. là MC 3500 MK2 thì cái mẫu âm ly này là được ra mắt vào khoảng năm nay và mang lại những cái thiết kế vẻ ngoài cũng như là những cái dấu ấn đặc trưng nhất của cái mẫu MC3500 lúc bấy giờ và sử dụng cái bóng là so you said um, it's on, the only one using which tubes? EL509S là cái mẫu âm ly duy nhất của Macintosh đang sử dụng cái bóng EL509S Vâng, với những người Việt Nam từ thế kỷ trước Thập niên 60-70 thế kỷ trước, mỗi khi đến nhà ai chơi mà có một hệ thống bộ dàn bày ở phòng khách hoặc bất cứ nơi đâu mà nhìn thấy có một màu, màu xanh đó chỉ có thể là Maxistot. và qua đây thì chúng tôi cũng rất là cảm ơn các kỹ sư và các nhà sáng lập ra hãng Maxistot đã đưa người chơi đến một sự lựa chọn tốt nhất hoàn hảo nhất với âm thanh mang tính tự nhiên và trung thực và qua đây thì chúng ta cũng nhìn thấy một hệ thống bộ dàn xuyên suốt từ trên xuống dưới đó chính là hệ thống về đèn và khi chúng ta kết hợp với hệ thống đèn này thì muốn để cho công năng được sử dụng hoàn hảo và tốt nhất thì anh Nguyên Kỳ này cũng là một trong những chuyên gia setup về cái mảng này thì chúng ta sẽ cùng anh là chia sẻ xem cách phối ghép của dòng Maxi tốt với những dòng loa nào để cho nó túi ưu nhất và hay nhất. Um, he's he saying with uh, Macintosh, mm -hmm. um... Aside from the sound character characteristics, which are iconic at this point, mm. the design is also something that people really, really enjoy. Because mm. when you go into that dark room and you see the blue meters, mm. it's only Macintosh. Yes. So right away, you can recognize a Macintosh system. Mm. And with the system we have today, we're combining some of the top technologies of Macintosh uh, of today. Mm -hmm. And uh, with, since you're here with us today, we would like to invite you to share some tips and advice on how to best utilize a Macintosh system. Oh, okay, sure, okay. Uh, for example, uh, we can see the system here. Okay, so first we have the MC uh, 3500, 350 watt output to power amplifier. Okay, and then we can see uh, the matching component here is first is a MCD 12000 SACD CD player. Actually, it use Macintosh latest technology called hybrid drive, okay? So some customer interesting asking what is a hybrid drive. Actually, this SACD player, I think I can say it is the only one SACD player and CD player that equipped with two kind of uh, output state. First, of course, very famous Macintosh tube circuitry, okay? And then second, we call a quad-balance solid-state output, digital to analog, okay? So what is the meaning for that? Actually, this CD player, you can connect two pair of uh, connecting cable, low-matter XLR or uh, RCA, we call, okay? to the amplifier so that means uh, you can taste different music characters from your cd and your sacd that depends on what kind of music characters you would like to enjoy at that moment so tube that means more warm uh, more relaxed okay and uh, solid state that means more dynamic more high definition Okay, so it is a, a kind of a design philosophy for that uh, uh, MCD-12000. Okay, after that, we connect the cable to the C-12000. Okay, uh, let me recall myself. Uh, because the first, very first Macintosh PM, there were two chassis. was uh, the model called c100. and then c200. and then c500. and then c1000. Uh, and then last generation was called c1100. so it is the latest. okay. what is the. The more feature here. Actually, it is a hybrid drive again. So that means this amplifier, this preamplifier also has two uh, output states. So that means vacuum tube and solid state. So you can choose to, to use vacuum tube output to the MC three thousand five hundred, as well, uh, solid state output to drive the MC three thousand five hundred. So you can have more flexibility to enjoy different kind of music by using this amp, and also uh, you can switch between on the remote control. I think it is a very most high technology design for high-end audio nowadays. And I think I can say it is the only one respectful PM by the audiophile that Macintosh over. Because Macintosh is only one brand that can enjoy very good reputation for wagon tube amplification, as well solid-state amplification. Yeah, I think it did the features. Uh thank you very much for your for sharing your knowledge. Um xin, tôi xin phép và chia sẻ một vài lời nói của bác Kỳ. Yeah. Thì uh, đầu tiên mình nói về cái hệ thống uh, ngày hôm nay thì mình đang có là cái mẫu MC 3500 MK2 yeah. là cái phiên bản tái bản của mẫu MC 3500 rất là nổi tiếng và được chơi trong cái hội nhạc Woodstock như tôi nói chia sẻ lúc nãy. Thì um, cái công suất của mẫu đi này là 350W cho một kênh. Thì có thể nói là trên thị trường không có nhiều cái uh, uh, sản phẩm âm um đi đèn nào mà có được cái mức công suất cao như vậy và cho nên là nó cho mình một cái khả năng là phối ghép với nhiều cái dòng loa khác nhau nhưng mà sau đó mình sẽ giới thiệu sơ về một tí về cái đầu CD cũng như là cái đầu preamp thì trước tiên là CD thì đây là mẫu MCd 12.000 hiện tại là cái mẫu CD đầu bản CD SACD đầu bản của Macintosh thì ngoài cái ngoại hình rất là bắt mắt là nó có hai cái tay cầm oh, và cái um, thi à? có thiết kế đồng hồ cũng như là cái cửa sổ bóng đèn ở phía trước yeah. thì cái sản phẩm này mang một cái công nghệ rất là đặc biệt của Macintosh và cái đây là cái công nghệ mà thế hệ mới nhất nó gọi là hybrid drive. Hybrid drive nghĩa là một cái sự phối hợp hoàn hảo giữa mạch bán dẫn cũng như là mạch đèn. Thì cái sự tiện lợi đối với khách hàng ở cái phối ghép này á là cái đầu CD này cho phép khách hàng lựa chọn cái output là sử dụng đèn hoặc là bán dẫn để mà mình có thể Um, khi mà mình chơi một cái bản nhạc Mình tùy theo cái gu nhạc Hoặc là cái âm nhạc mà mình muốn uh, thể hiện Mình có thể thay đổi Nghĩa là khách hàng vừa có thể uh, Trải nghiệm được cái sự mượt mà Của âm ly, bóng, của, của bóng cái chất bóng đèn Hoặc là cái sự mạnh mẽ chi tiết Của chất bán dẫn Thì um, cái tiêu rất là tiện lợi Là mình có thể đấu hai cặp dây khác nhau oh. Bất kể là uh, Balance hoặc là RCA Để mình có thể dễ dàng nhất Để tận hưởng được hai cái mạch Nhiều. khác nhau này thì đó là cái cái điều tinh túy của Hybrid Drive. Yeah. Thì tiếp đến là cái mẫu Prey C12000 ở đây. Thì nếu mà nói về lịch sử Macintosh á, thì mẫu Prey này đã, đã trải qua rất là nhiều cái thế hệ. Đầu tiên là uh, the first one was C50, right? C100. Yeah. Cái mẫu đầu tiên của thế hệ uh, Prey mà gọi là hai khối của Macintosh là C100. Dạ. Yeah. Uh, after it was C200. C200. Sau đó là C200 yeah. và C500. C1000 và cái thế hệ trước đây là C1100. Cũng là một cái mẫu về rất là kinh điển của Macintosh. Nhưng với cái thế hệ mới C12000 này họ đã đưa cái trải nghiệm và cái công nghệ lên một cái đỉnh mới khi nó được kết hợp luôn cái công nghệ Hybrid Drive. Hybrid Drive như hồi nãy mình nói là nó kết hợp được cái chất âm của đèn và bán dẫn trong một khối. Nghĩa là khách hàng có thể lựa chọn được cái sự chi tiết mạnh mẽ của cái mạch À, bán dẫn yeah. hoặc là cái sự mượt mà và ấm áp của cái chất âm đèn oh. nghĩa là khi mình hát một cái bản nhạc rock thì mình có thể dùng cái mạch bán dẫn để đưa vào âm ly yeah. hoặc là khi mình nghe một cái bản nhạc jazz cần cái sự mà lãng mạn và mềm mại hơn thì nếu mà nói trên thị trường á, rất là ít cái thương hiệu âm thanh nào khác đều nổi tiếng ở bản đèn hoặc là bán dẫn uh. thường là họ chỉ sẽ có một cái sở trường thôi yeah. nhưng Macintosh là cái thương hiệu high-end và được nhiều người ưa chuộng duy nhất mà có thể đảm nhiệm được cái vai trò ở bán dẫn và cả đèn yeah. thì đó là cái điều mà một cái ưu điểm mà mang lại cho người chơi Macintosh. Yeah, cảm ơn anh. Yeah. Và cũng qua đây thì xin hỏi anh câu hỏi cuối cùng là sang chơi thăm Việt Nam thì anh đánh giá các audio file Việt Nam cũng như là thị trường audio của Việt Nam mình so với toàn cục của Châu Á ấy và Châu Á Thái Bình Dương thì có điểm gì khác và cái điểm nhấn của ngài muốn đưa các sản phẩm vào Việt Nam mình thì mình sẽ cố gắng nỗ lực như thế nào? So since this is your first time in Vietnam, mm. and with your big background of knowledge, what can you say about our market, uh, Vietnamese audiophiles, and uh, what sort of directions would you like to recommend uh, mm. audiophiles in Vietnam pursue in the future? Oh, okay, sure. Uh, first, I am uh, very happy uh, to visit a uh, Vietnam this time. Actually, it was my first time. Very exciting, and I. Uh, visited Hu Chi Minh City, as well Halai, okay? Now I am in highline. okay? Uh, actually, after visit of uh, end user and uh, dealers, actually, I found a lot of uh, very good sounding system, okay? Uh, Macintosh, matching with, of course, B&W. Uh, our brand, our group, another speaker, Sonax Fiber. Also uh, Wilson audio uh, Dyna audio that kind a lot of uh, big system very good sound and I think uh, in order to have uh, more entertainment or enjoyment at a uh, Whitlam audio home, actually I highly recommend uh Whitlam audio file, of course, to try our hybrid drive. actually it is our very top technology, okay. Further, actually we have a very good uh, home theater system. Okay, so that home theater can enhance and expand your enjoyment sources. Not only music by two channel, but movie by multi-channel, even concert hall, nowadays from Europe, for multi-channel recording. That is very very good enjoyment. Okay? Mm -hmm. And because Macintosh, actually, it was the first uh, audio manufacturer produced a complete THX home theater system. So that means processor, uh, power amplifier, and at that time, 5.1 speaker. Mm. Yeah. Thank you, Mr. Wiki, for, your, for sharing your knowledge. Mm. Thì đầu tiên bác Wenky cũng muốn cảm ơn uh, Thiên Hào Audio đầu tiên và uh, Audiophile tại Việt Nam đã rất là hân hạnh và đón tiếp bác. Yeah. Thì tại vì đây là cái chuyến đi Việt Nam đầu tiên của yeah. bác Wenky thì đầu tiên là bác đã ghé thăm thành phố Hồ Chí Minh và yeah. sau đây là thủ đô Hà Nội và yeah. hiện tại đang có mặt tại showroom của Thiên Hào Audio yeah. Thì bác ấy chia sẻ là Audiophile Việt Nam có một cái um, có rất là nhiều hệ thống âm thanh rất là hay yeah. và những cái phối ghép rất là ấn tượng. Ví dụ như tại Thiên Hà thì mình đang dùng Macintosh yeah. cùng với BMW. Hoặc là sẽ có nhiều cái hệ thống khác, ví dụ như là Macintosh phối với sonos Faber là một dạ. thương hiệu thuộc tập đoàn Macintosh. Hoặc là cũng như nhiều mẫu lao khác như là Woosin hoặc là dino Audio. Dạ. Thì bác ấy đưa ra một số ví dụ dạ. là bác ấy đã thấy và đã trải nghiệm được rất là nhiều cái hệ thống ấn tượng tại thị trường Việt Nam. Thì đây là một cái điểm rất là tốt. Thì để hướng đến tương lai thì bác cũng muốn và mong là audio tại Việt Nam và nhất là những người đang đam mê Macintosh sẽ trải nghiệm thử cái công nghệ Hybrid Drive. Yeah. Thì tại vì đây là một cái công nghệ mới mới nhất của hãng và là họ đã đưa ra rất nhiều tâm huyết để tạo ra được cái cái công nghệ này. À, và sau đó là à, bác nguyên kỳ cũng muốn giới thiệu thêm đến người yêu nhạc và, và fan Macintosh ở Việt Nam một số các cái sản phẩm đa dạng khác yeah. của Macintosh, ví dụ như là phòng xem phim. Yeah. Thì nếu mà mình nói về lịch sử thì một cái cột mốc ấn tượng của Macintosh cũng là trước đây họ đã là công ty âm thanh đầu tiên yeah. có thể tạo ra toàn bộ sản phẩm để đạt ừ. cái chuẩn gọi là THS, nghĩa là họ đã tạo ra EV processor là cái, cái cái phần vận hành của cái hệ thống xem phim, sau đó là nhiều cái mẫu âm ly đa kênh đạt chuẩn cũng như là loa, thì ngoài cái phần nghe nhạc hai kênh, thì cái phần phục một cái phòng giải trí tại gia cũng là một cái một cái giải pháp rất là tốt để mà khách hàng có thể tận hưởng những cái giây phút mà thư thả của mình, thư giãn của mình. Tại vì ngoài cái phần xem phim, thì hiện tại trên thế giới có rất là nhiều các cái um, điểm nóng về nhạc cổ điển, họ đang thu âm những cái bản nhạc classic, những cái bản những cái buổi trình diễn nhạc classic mà trong một cái hệ thống surround dùng Ami uh, Micro surround. cho nên để mà mình có thể tái tạo lại được cái cảm giác đó trong cái phòng uh, giải trí hoặc là xem phim của mình là một điều rất là đặc biệt mà Macintosh hoàn toàn có thể đảm nhiệm được. Dạ vâng, Thì uh, cũng uh, qua đây thì uh, cũng thay mặt các Đầu file chúc ngài có những cái buổi uh, trải nghiệm và thăm Việt Nam cũng như là Thank you very much for thank your you time, and he hopes, and he hopes uh, you enjoy your first time in Ho Chi Minh and Hanoi, and uh, representing Tinh Hai Audio as well as Audio files in Vietnam. Mm. He would like to welcome you back in the future. Oh, thank, sure, you sure. thank you very much. thank you very much.